Con kính chào cô chủ nhiệm cùng toàn thể các anh chị đang ở trong câu lạc bộ La Hầu La. Con có một câu hỏi muốn hỏi cô ạ. Kiếp trước con có một sợi dây liên kết với mẹ. Kiếp sau con cũng có một sợi dây liên kết với mẹ. Kiếp này con đi đâu cũng đi với mẹ, hóa tu cũng đi với mẹ. Nếu khi mà có một vong linh phá vỡ dây này thì kiếp sau con có phải là vong linh đến báo oán mẹ không ạ? Mong cô trả lời ạ. Thế ai con cứ để nguyên mic nhá. Thế ai bảo con là con có một sợi dây, nên kiếp trước có một sợi dây liên kết với mẹ à? Trong đầu con tự nghĩ thế ạ. Trong đầu con tự nghĩ như thế hả? Kiếp không phải là có một sợi dây, con nhớ chưa? Không phải có một sợi dây mà do con có duyên với mẹ. Duyên nó không phải sợi dây nhá, con rõ chưa? Duyên nó tức là hai mẹ con có thể có những cái việc gì đã giúp đỡ nhau, con rõ chưa? Con hiểu chưa? Thế thì do giúp đỡ nhau, do yêu quý nhau, cho nên bây giờ kiếp này lúc nào con cũng đi với mẹ, con yêu quý mẹ nhá. Thế bây giờ muốn để cho con đi mãi mãi với mẹ thì hai mẹ con cùng tu Phật Pháp, cùng giúp đỡ nhau Phật Pháp. Thế là chúng ta sẽ đi với nhau mãi, con nhớ chưa? Không có ai có thể làm đứt cái sợi dây duyên phước của chúng ta cả nhá, con nhớ chưa? Đó là nhân quả chứ không phải là sợi dây, con rõ chưa? Nhân này, nhân là do con với mẹ con cùng nhau làm việc thiện từ kiếp trước, cho nên đến kiếp này là lúc nào mẹ con cũng liền với nhau và cùng nhau tu Phật Pháp. Đấy là quả nhá. Thế bây giờ muốn tiếp tục đi với nhau mãi thì hai mẹ con lại gieo nhân tu Phật Pháp, làm việc thiện, con nhớ chưa? Thế là không có ai phá vỡ được của chúng ta cả. Đấy là nhân quả của chúng ta chứ không có cái gì phá vỡ được của chúng ta, con rõ chưa? Nhá. Ôi, rất là cảm ơn câu hỏi của con, rất là hay con ạ. Đó. Nhỏ thế mà tư duy nhân quả hay thế đấy. Xin chào cô chủ nhiệm và em xin chào các anh chị cô là bộ La Hầu La. Con có một câu hỏi là ông con mới mất ở quê, bà con vẫn cúng cơm cho ông, và ở đây và ở nhà cả nhà con vẫn cúng cơm cho ông. Vậy con hỏi cô là ông con có được thọ thực ở ngoài này không ạ? Bởi vì bà con đã được cúng ở quê. Cúng ở đâu cũng được nhé con nhé. Cúng ở đâu, dù 10 người cúng hay 20 người cúng hay 30 người cúng thì tùy theo cái duyên mà người ta vẫn thọ thực được, bởi tâm linh người ta đi theo tâm thức chứ không phải là đi theo km nhá, con nhớ chưa? Rồi, chào con. Con là mong Phật sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính chào cô ạ. Em xin chào các anh chị trong ban điều phối. Con có hai câu hỏi, con xin cô trả lời giúp con ạ. Sao pháp danh của cô lại có 4 chữ mà pháp danh của Tử lại có 2 chữ ạ? Tại sao pháp danh của cô có 4 chữ và mọi người chỉ có 2 chữ? Thì cái pháp danh của cô ấy thì nó lại có nhiều cái nhân duyên. Cái pháp danh của cô thì đầu tiên là có 3 chữ, mà 3 chữ thì cũng không biết tại sao các thầy hồi xưa là cô sư phụ là ở bên Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, và cô thì là Phật tử ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì cũng không hiểu tại sao mà tên của cô lại được 4 chữ mà trong khi đó nhiều người chỉ có 2 chữ. Cái đấy là nhân duyên, con hiểu không? Thế tới khi mà sư phụ sang chùa Ba Vàng rồi thì cô cũng theo sư phụ sang chùa Ba Vàng để làm đệ tử của sư phụ. Thế thì sư phụ đặt thêm cho cô một cái tên cuối, tức là trước kia thì cô có tên là Tâm Chiếu Hoàn, và sư phụ đặt thêm cho cô một cái tên là Quán vào đấy, thành ra là cô là Tâm Chiếu Hoàn Quán. Các con rõ chưa ạ? Nhá. Đấy là cái nhân duyên tên của cô là như thế. Thế còn về việc là một người phải tu tập thế nào để được sám hối trước chư tăng, thì người đó đầu tiên là phải nhận ra mình có nghiệp đã, và sau đó mình muốn sám hối thì đăng ký lên trên câu lạc bộ để được sám hối thôi nhé con nhé. Vâng, cho con xin hỏi một câu hỏi. Con xin kính bạch cô chủ nhiệm và các anh chị ban điều phối và các bạn, các anh chị trong ban. Con thấy mẹ con tu tập sám hối trước chư tăng. Cô cho con hỏi là nhóm La Hầu La của chúng con có được sám hối trước chư tăng không ạ? Còn mẹ con tu tập sám hối trước chư tăng, còn các con thì có được sám hối không? Thì các con nó vẫn chưa đủ lớn để chúng ta có thể nhận được diễn ra cái nghiệp của chúng ta để chúng ta tham sám hối nhá. Thế thì chưa cần phải sám hối trước chư tăng khi cái tuổi các con chỉ trừ bao giờ các con hiện tại các con làm các việc rất bất hiếu, các con hiểu không? Thì các con sẽ được sám hối nhá. Rất là bất thiện thì các con sám hối. Còn bình thường giờ các con chưa làm gì cả thì các con cứ tu tập là được rồi nha. Đấy, cứ tán Phật, tán Pháp, tán Tăng, đấy, tán dương công đức là các con được lợi ích rồi nha.